mình hướng dẫn các bạn cách sử dụng ống ngải đơn này các bạn này. Thì trước đây khi chưa có cái ống này ấy, thì người ta thường để tự hơi như thế này, và hơi trên mặt rất là nguy hiểm, tại vì sợ gây bỏng rồi người ta không thể hơi được sau lưng. Thì bây giờ người ta thiết kế ra cái ống đơn này rất là đơn giản các bạn ạ. Thì ống đơn này nó có này, thanh cầm bằng inox này, đầu ống nhựa này và một cái thanh nhôm như thế này. Thì người ta sử dụng như nào, đây là điếu ngải thì người ta sẽ rút thanh tre ra, sau đó người ta sẽ nhét cái cây này vào cái điếu ngải này, các bạn thấy chưa nào. Sau đó người ta sẽ bật lửa, người ta sẽ đốt, người ta bật lửa người ta đốt này, các bạn dùng cái ngải khò này người ta đốt này, thì rất là nhanh, chỉ khoảng mấy chục giây thì nó cháy này. Đấy, xong rồi mình đã đốt lần nữa. Cái lần đầu tiên đốt cái điếu ngải nó hơi mất thời gian một chút, sau có than lần sau nó sẽ nhanh hơn. Đốt xong rồi các bạn mới nhét nó vào trong này. Đó, nhét trong này xong rồi mình hoàn toàn mình có thể hơi trên mặt các bạn này, hơi trên mặt để chữa các vùng xoa. Thì các bạn hơi như này khi nào nóng quá không chịu được nữa, các bạn nhấc ra hơi tại một cái vùng này khoảng 3 lần liên tiếp, một ngày các bạn hơi 3 lần như vậy, rồi các bạn di chuyển ra chỗ khác cũng chậm chậm, cũng rất là nóng đấy, cũng chậm chậm như này, cứ khoảng 1.5 cm một giây. Đấy, hơi như này thì các bạn hơi như này, cái lợi thế của ống hơi ngải là cái khói nó bốc ra ngoài mà nó không gây khói vào mắt và nó cũng không gây bỏng. Thỉnh thoảng các bạn dùng xong các bạn thấy tàn thì các bạn đập cái này, tàn nó tự bay xuống dưới, các bạn đập vào cái bát gì đó và các bạn hoàn toàn có thể hơi đằng sau lưng, hơi sau lưng đó, hơi khắp, hơi bụng. Liều lượng là một ngày các bạn hơi 3 đợt như này, và mỗi đợt thì mỗi một vùng này các bạn hơi khoảng 5 phút thế thôi, hoặc là tại một vị trí các bạn hơi 3 lần như vậy, tổng cộng khoảng 5 phút đó. Rồi các bạn hơi khi nào cảm thấy đỡ thì thôi, hoặc là khỏi gì thì thôi đó, đúng không ạ. Rồi chúc các bạn thành công. Các bạn lưu ý nữa là khi dùng cái điếu ngải này, nếu mà nó nóng quá mà tiểu nước vàng thì các bạn uống nhiều nước vào, và lúc đấy các bạn phải giãn cái liều lượng hơi ra, hoặc là các bạn nghỉ 1-2 hôm rồi hơi tiếp. Đó, tức là phải bổ sung nước vào. Bây giờ lưu ý rằng sau khi dùng xong điếu ngải phải tránh gió tránh nước khoảng 1 tiếng sau, và nhất là tắm thì khoảng 2 tiếng sau là các bạn mới tắm nhé. Rồi chúc các bạn thành công.